Bộ biến tần đa dụng Mitsubishi có thể dễ dàng làm việc cùng với các thiết bị tự động hóa khác của Mitsubishi Electric. Chức năng giao tiếp RS485 được tích hợp sẵn tại đầu nối PU trong các thiết bị tự động hóa Mitsubishi Electric có màn hình giao tiếp người máy gọi là GOT và bộ điều khiển lập trình được vân vân. Mitsubishi GOT thay thế cho tất cả các nút nhấn, công tắc và các đồng hồ đo bằng phần mềm chuyên dụng. Điều này góp phần giảm tiết kiệm chi phí đầu tư, nhân công đấu dây và lắp đặt. Bên cạnh đó, ta có thể điều khiển và giám sát nhiều biến tần với chỉ một GOT. Ngoài ra, chỉ cần một thiết bị GOT cũng có thể kiểm soát được nhiều bộ biến tần tôi sẽ giới thiệu về phương pháp sử dụng phần mềm chuyên dụng GOT Mitsubishi trong Satellite Training Series Part 3. Về phương pháp kết nối với bộ biến tần thì hãy xem phụ lục kết nối GOT với bộ biến tần. Ngoài ra, trường hợp kết nối với PLC Mitsubishi có thể viết chương trình trên PLC để điều khiển, giám sát biến tần, đọc và ghi tham số tới biến tần một PLC cũng có thể kiểm soát được nhiều bộ biến tần. Với kết nối CC Link cho phép các series FRE700 có thể điều khiển biến tần từ xa với khoảng cách lên đến 1.200m. Về phương pháp kết nối cụ thể giữa GOT Mitsubishi và bộ biến tần, bộ biến tần với PLC Mitsubishi thì vui lòng đọc trong các sách hướng dẫn sử dụng.